Những ngày này, bức tượng trước trường tiểu học Phước Hòa, thành phố Nha Trang đã được khoác lên áo mới. Qua những công đoạn tỉ mỉ như làm sạch tường, quét sơn nền, vẽ phác, tô màu, bức tường cũ kỹ đã dần trở thành một bức tranh nghệ thuật với phong cảnh làng quê, rừng núi, thác nước. Để tạo điểm nhấn, các họa sĩ còn thể hiện trên nền biển, nền trời những công trình đặc trưng của Nha Trang như là tháp Trầm Hương hay tháp Bà Punaga. Sau khi hoàn thiện bức vẽ bằng sơn acrylic, họa sĩ còn lăn thêm một lớp keo để bảo vệ bức tranh khỏi những tác động của thời tiết. Được biết, có khoảng 30 đến 50 bức tranh tường như thế này sẽ được vẽ tại thành phố biển Nha Trang. Như vậy, ngoài các địa điểm du lịch thú vị, trong hành trình đến với thành phố Nha Trang, quý khán giả còn có thể chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm cùng với những tác phẩm nghệ thuật ngay trên các bức tường tranh quen thuộc.